Đây là cổng cà phê phố cái gì Bình Long, phố cà cà phê ở Bình Long đó các bạn. Ở đây đèn nó hơi sáng lên, nó chói một chút khói này. Đó, cảnh phía bên trong các bạn, đi từ ngoài vô bên trong rất là đẹp luôn. Gia đình mình tới Bình Long Phố. Ở đây là quán cà phê Bình Long Phố nè các bạn. Có hồ bơi nữa nè. Đẹp lắm các bạn ơi. Té đó nha. Dưới này là xi. Đó, có hồ bơi rất là rộng luôn. Cái này là đi ban ngày á là đẹp lắm luôn á. Vừa tắm hồ mà vừa nằm nghỉ mát. Từ nhà gia đình mình là từ Lộc Hiệp mà xuống tới Bình Long để đi tham quan Bình Long Phố nha các bạn. Cảnh từ cổng đi bước vô rất là đẹp luôn đó các bạn ơi. Nhà hai mình đi ở trước. Hai bên bờ. Ôi đã quá. Dưới có cát nữa kìa, như là cảnh biển. Tới đây là còn phải xếp hàng mua cà phê, mua nước xong rồi mới đưa. Thôi, ngồi vô thôi. Vậy một người vô hả? Ngồi vô mua thôi. Một người mua được nhiều ly phải không? Một người được mua một ly thôi. Cái hàng còn dài lắm nè các bạn ơi. Mua cho mấy người chứ. Xếp hàng mua nước. Tối đây anh ăn cái tối gì? Sabo. Lúc nào uống sabo kem nha. À, kem, cưng cũng đi kem, có kem kem gì ta? Cái này là chắc nửa tiếng sau mới có đó hả? Cái này chắc cái xếp nửa tiếng sau mới có, nửa tiếng xong rồi. Bình Long Phố Sky Views Wine Stand. Nhờ chị hai mình đang đợi xếp hàng để mua nước. Mua nước xong rồi mình muốn bưng đi đâu thì bưng. Ngồi ở bất cứ đâu tự chọn. Đẹp lắm nè các bạn. Trong đây đẹp quá. Cũng đẹp dễ sợ luôn. 1, 2, 3 rồi. Coi được chưa? Đang đợi người ta chụp hình. Để tôi qua coi. Đây.
Rồi có chỗ ngồi không anh? Giờ là mua nước xong rồi, bây giờ là kiếm cái nào cái máy đây nào, đưa máy nào, máy rung rồi lên nước. À là tức là mình đặt xong rồi chờ cái máy này rung xong rồi mới lên đưa cái máy này hả? Là đúng rồi. Em mừng coi, chưa nghe rung gì hết rồi. Khi nào nó mát, cái máy này mát không rung là không có nước uống luôn. đến cà phê phố ship hàng xong rồi nó đưa cho cái này nè, các bạn đi đặt nước xong rồi nó đưa cho cái máy này nè. Nó biểu là sau khi mà nó rung thì mới lên trên đó bưng nước xuống. Là chỗ mình tự chọn luôn hả anh Lý? Đó, chiếc chỗ chọn cái này có chỗ là lên gác luôn. Là bạn gác chưa ơi? Kè hai đứa nhỏ nó quay nè. Người ta để nít chơi. Kè hai đứa nhỏ nó ngồi nó chơi cát nè các bạn ơi. Người ta làm giống như là biển vậy đó. Sushi ơi, Hà Tiên ơi. Hà Tiên ơi. Trời coi Hà Tiên rồi lớp luôn. Lớp luôn. Là mình ngồi đây hả? Mình ngồi đây hả? Bữa tiệc không tự nhảy này có phim đâu nè các bạn ơi, này phim hay gì đó. Cậu làm rất tốt phim. Đây nhà mình có chỗ ngồi rồi mà chưa có nước nữa. Cát ở đây sạch lắm nè các bạn ơi. Cà phê Bình Long Phố người ta làm giống như cảnh biển vậy đó các bạn. Ở trong đây là hầu như mấy đứa nhỏ vô chơi thôi, mà vô đây chụp hình cho chị hai. Ở trong đây cũng có cái ghế nè, có cái ghế để ngồi uống cà phê ở trong đây cũng được nè các bạn. Từ Lộc Hiệp xuống chạy xuống đây 40 cây số cho ngày lễ tình nhân. Người ta lễ tình nhân còn mình đi chụp hình. Mình đi Bình Long Phố để biết Bình Long Phố và chụp hình. Sau một hồi chờ đợi thì cái máy đã rung lên và trà sữa đã được mang ra. Anh Lý ơi, sao anh lúc nào cũng không cảm xúc quá vậy anh? Lúc nào anh cũng không cảm xúc quá vậy? Anh ấy lúc nào mình cũng phải cười lên đó anh ra đó vậy cho nó có cảm xúc. Và chị thì lúc nào cũng cười tươi hết, còn anh thì lúc nào cũng còn mẹ thì là đi cà phê mà không thèm cà phê luôn, ngồi coi phim vậy đó. Hai đứa nhỏ thì ngồi chơi cát khỏi uống gì luôn, chơi cát tuốt ngoài kia luôn kìa các bạn. Mấy giờ rồi? Giờ 21 giờ rồi. Thì đến 10 giờ đó. 11 giờ luôn. Hôm nay lễ tình nhân. Tình nhân mà gia đình đi. Ké. Nhà này có một người đẹp trai nhất nhà. Đang như là đi là bám rồi phải. Đi gọi là đi mẹ không mà. Đúng rồi. Thôi đi mẹ không ta, có mình đàn ông không? Có mình anh là nè. Bởi vậy hôm nay lại gì? Lại lại tình nhân ở nhà. Tình nhân nhưng mà ké. Đúng hai tầng hạ đi. Thấy cái ổ. Cà phê phố này có cái tivi bự lắm nè các bạn. Đó, ngồi vừa uống cà phê vừa xem tivi. Còn bánh rộng. Đây là máy chiếu. Còn ngoài kia là mấy đứa nhỏ cứ thoải mái mà nô đùa trên cát. Là Hà Tiên bắt đầu ra con đang về cấp xe con cái. Nhà mình ở trên Lộc Hiệp cách ở cà phê phố là 40 cây số. Đáng lặn lội bò đường xuống đây. Thì nghe thấy trên mạng người ta chụp hình rồi, các bạn đi chụp hình cáo, thấy đồn thổi đồn thổi dữ quá nên gia đình mình quyết lặn định lội là bò xuống. Quyết định là chạy 40 cây số từ nhà về đây và bây giờ qua biết bao nhiêu vườn cao su.
Qua wow, biết bao nhiêu trăm cây đèn đường. Bao nhiêu gian khổ mò xuống dưới đây ngồi uống được miếng trà sữa. Mày phải dành giật xếp hàng mới mua được các bạn. Phải dành giật, không phải xếp hàng. Không có dành giật, ở đây đâu có cho dành giật. Mình xếp hàng nhưng mà chờ đợi, mình chờ đợi. Chờ đợi xếp hàng cái được cái ly cà phê thì đã hết giờ. Mỏi đứng rụt chân. Sau đó thì hết giờ. Ngồi thỉnh được cái ly trà sữa. Còn mỏi thỉnh được ly cà sữa thôi, giờ ngồi uống uống mệt quá. Chưa được thỉnh nữa. Phải chờ cái đùi nó rung mới thỉnh được. Ai ha, ở đây nó cho cái ấy. Mình cứ đặt xong nó cho mình cái đó chứ đâu phải mình ngồi mình đợi. Mình đợi đi thì đợi làm sao mình chụp hình được. Nó cho mình cái máy đó, mình đặt cái máy. Nếu mình ngồi được tới thì mới tới được mình. Mình cứ đi chơi. Đang vô giờ đứng xếp hàng. Xếp hàng xong. Đầu kêu món. Đó. Không. Mình gọi món xong. Đưa tiền. Đưa tiền phát phiếu. Xong rồi tắt cái cục rung. Cái cục rung. Ngồi cái đùi nó giật nó rung rồi nó mới chạy lên xếp hàng. Xếp hàng nữa hả? Đứng lấy. Xếp hàng tiếp hả? Chứ giờ đâu quá mà. Trời đất ơi, vậy sao? Đứng lấy. Sao nó rung, nó không cho rung từng người vậy ha? Nó rung đông quá mà. Rung tập thể mà. Nó rung tập thể. Rung tập thể. Đó. Rồi xuống đây là mình được chụp hình ngồi chơi cá, rồi có ngoài kia lại có biển nữa, có hồ nữa đây. Mấy bình xuống mấy được. Ở đây còn cà phê quần áo chụp hình nữa các bạn. Đẹp lắm. Đó ăn dọn dọn đi. Có được ly trà sữa và ăn giọng gì anh? Cảnh ở trên kia ngồi uống cà phê trên kia cũng lãng mạn lắm các bạn. Ở đây chỉ là một góc thôi, một góc của cà phê phố thôi. Còn phía bên kia thì đẹp hơn có cái hồ bơi, có ghế nằm lãng mạn lắm. Nếu như các bạn ở xa mà có dịp đến Bình Long thì ghé qua cà phê phố nha các bạn ơi, rất là đẹp luôn á các bạn. Rồi bây giờ gia đình mình phải đi về thôi. Khuya rồi, bây giờ là 21 giờ mấy phút rồi. Gia đình mình phải đi về. Tới Lộc Hiệp là 40 cây số lận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Nếu như mà thích video của mình đó thì xin hãy cho mình một nút like và một nút đăng ký để tiếp tục theo dõi video của mình thường xuyên nha. Xin chào và tạm biệt. Đây là cái cảnh được mô phỏng lại cuộc sống mộc mạc với ngôi nhà tranh của Việt Nam mình ngày xưa đó các bạn. Tết là đốt pháo như vậy nè các bạn. Có cối xay gạo, chuồng gà được làm bằng nứa nè. Có tủ xác mang dê. Cái chỗ ngủ làm bằng rơm nữa nè các bạn. Có cái tivi trắng đen, rồi cành hoa mai, chiếc xe bò và cái thúng gánh.